Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia một cái event điện form rất là ngon luôn tất cả anh em. Khi tham gia dự án các bạn sẽ nhận được 0.1 token có hiệu là Ben Real. Một token này nó lên lên Uniswap tất cả anh em. Tham gia dự án các bạn click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn join vào nhóm Telegram nha các bạn. Chỉ nhiệm vụ khá là đơn giản luôn. Rồi các bạn xuống đây điền cái username Telegram của tất cả các bạn vào nha các bạn. Các bạn mở Telegram của mình vào setting copy username Telegram của mình. Bạn nào chưa biết bạn nào chưa cài username thì cài đặt username mình vào các bạn. Rồi các bạn mở với chocolate ra. Đây địa chỉ nha, xe 20 nha tất cả các bạn. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn tìm ETH các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút nha. Rồi sao chép. Mình cũng làm airdrop mà các bạn thay không về, mà mình cũng nôn cho tất cả các bạn, mình cố gắng mình tìm cách tìm nguồn airdrop đủ cách cho tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn yên tâm nha. Mới làm chưa về đâu các bạn ơi, từ một tháng sau, nửa tháng sau mới có về các bạn ơi. Rồi dưới đây thì các bạn điền giùm cái mình cái username là @anh 1133, mình có để cho phần link mô tả, rồi bạn bấm gỡ là xong nha tất cả các bạn. Vì mình người bạn mình. Rồi các bạn bấm gỡ là ok các bạn, vì mình đã hoàn thành dự án cả. Rồi mình cũng ơn tất cả các bạn theo dõi video và chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé. Đơn sơ đơn giản các bạn.